Thưa quý vị, theo công văn từ Sở Y tế Hà Nội, thành phố sẽ bắt đầu áp dụng test nhanh và xét nghiệm mẫu gộp tại sân bay từ ngày 6 tháng 7 để giám sát, đánh giá nguy cơ đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch và chủ động phòng chống dịch COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội phối hợp với các bên liên quan xét nghiệm. Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn, Mê Linh tiếp tục cử 5 cán bộ luân phiên phối hợp xét nghiệm tại sân bay. Trước đó, từ ngày 16 tháng 6, Hà Nội đã chủ động xét nghiệm ngẫu nhiên người trên các chuyến bay về từ thành phố Hồ Chí Minh, test nhanh bằng kháng nguyên lấy 1.843 mẫu và xét nghiệm cho 90 người là lái xe đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đường dài từ phía Nam qua thành phố, tất cả đều âm tính. Thưa quý vị, trong sáng nay ngày 7 tháng 7, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xác nhận điểm thi tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã phải hủy thi do kết quả xét nghiệm thí sinh tham dự tại điểm thi này có mẫu nghi dương tính với SARS-CoV-2. Điểm thi tại trường Trần Hưng Đạo có 383 thí sinh tham gia thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo ông Thế, do kết quả xét nghiệm mẫu gộp có nhiều mẫu nghi ngờ nên ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của tỉnh quyết định hủy thi, các thí sinh của điểm này sẽ được rời sang thi đợt 2. Cũng trong sáng ngày 7 tháng 7, tại điểm thi Trung học Phổ thông Việt Yên, Bắc Giang, có một thí sinh bị sốt phải chuyển sang dự thi riêng tại phòng thi cách ly. Thí sinh đã test thử COVID-19 có kết quả âm tính trước đó. Theo báo cáo của nhiều tỉnh, ngoài các điểm thi dự phòng, mỗi điểm thi sẽ phải có 1-3 phòng thi cách ly dự phòng trong trường hợp có thí sinh biểu hiện bất thường về sức khỏe. Tại Hà Nội, một điểm thi phải thay thế toàn bộ cán bộ tham gia do lãnh đạo điểm thi trở thành F1 trước khi diễn ra buổi thi đầu tiên. Thành phố Hồ Chí Minh phải có những giải pháp quyết liệt hơn để sớm kết thúc dịch bệnh, quyết không để dây dưa kéo dài. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp giao ban trực tuyến cả với Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia với Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 7. Thành phố Hồ Chí Minh nhận định tình hình ca mắc trong cộng đồng ngày càng gia tăng, tập trung chủ yếu ở khu công nhân, khu nhà trọ, người buôn bán tại các chợ và qua sàng lọc tại các bệnh viện. Rút kinh nghiệm từ việc tụ tập đông người trong tiêm chủng và lấy mẫu xét nghiệm vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai lấy mẫu theo từng hộ gia đình, lấy những người có nguy cơ cao. Khu vực lấy mẫu sẽ được bố trí hợp lý ở khu vực rộng rãi theo một chiều. Liên quan đến việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, địa phương này cho biết trong số xét nghiệm có 27 trường hợp nhiễm COVID-19, gồm 23 học sinh và 4 nhân viên coi thi. Tất cả số F0 này sẽ được cách ly điều trị và truy vết tiếp những trường hợp liên quan. Việc thi trung học phổ thông sẽ tiếp tục được thực hiện tại những điểm an toàn, chỗ nào chưa an toàn thì chưa triển khai thi. Tại cuộc họp, Bộ Y tế cũng yêu cầu tất cả các địa phương phải kiểm soát chặt việc vận tải ra vào các thành phố và địa bàn. Theo đó, bắt buộc những người này phải có giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 3 ngày trở lại. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải có những giải pháp dứt khoát, mạnh mẽ, triệt để hơn để sớm kết thúc dịch bệnh. Thành phố phải tổ chức thực hiện thật là nghiêm các cái giải pháp mà chúng ta đã đề ra và đã thống nhất với nhau ở mức cao hơn hiện nay để cắt đứt các cái chuỗi lây nhiễm, khống chế bằng được các cái ổ dịch, không để kéo dài cái tình trạng phải giãn cách xã hội như hiện nay. Thì chúng ta cần phải chuẩn bị rất khẩn trương nhưng mà cũng rất chu đáo tất cả các quy định cần thiết nhằm là, tôi dùng cái từ là hạn chế người đi lại tụ tập trong thành phố. Và chúng ta vẫn nói là không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết. Từ thành phố đến các địa phương khác cũng vậy. Tuyệt đối không để tiếp diễn cái tình trạng tập trung đông người, không tuân thủ quy định giữ khoảng cách như là một số nơi trong thời gian vừa qua. Khi mà thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội mà thậm chí ở ngay những khu vực mà chúng ta đã biết là có nguy cơ lây nhiễm rất cao mà chúng ta vẫn để như vậy. Bây giờ dứt khoát là giao xuống bên dưới là tuyệt đối không được để xảy ra như vậy. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước cần có quy định thống nhất đối với tất cả người ra vào vùng dịch và quay trở về địa bàn. Việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm cần thực hiện đến đâu có hiệu quả đến đó. Chậm nhất là 24 giờ phải có kết quả, không để dồn ứ các mẫu xét nghiệm như thời gian qua. Thưa quý vị, 20 giờ tối qua ngày 6 tháng 7, tiểu thương đã phải hoàn thành việc vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ và chỉ được hoạt động trở lại khi đáp ứng các yêu cầu về phòng dịch. Đây là nội dung thông báo khẩn của Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm ngừng hoạt động của chợ Bình Điền, một trong 3 chợ đầu mối lớn nhất của thành phố. Chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, trước thời điểm nhận được quyết định tạm ngừng hoạt động. Các tiểu thương tranh thủ vào chợ để bốc rỡ hàng hóa, kịp vận chuyển cho các chợ lẻ khắp thành phố. Để vào chợ,
các tiểu thương phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn. Đối với chợ chúng ta thì tôi biết rằng là đến giờ này mà chúng ta dừng hoạt động thì đó là một cái điều rất là đau buồn. Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Khi cái truy vết của chúng ta đến giờ này chưa được ổn, nếu chúng ta để hoạt động rủi như nó còn tiếp tục lây nữa, người ta lại đến đây, người ta lại thế này thế khác nữa, thì lúc đó chúng ta có lỗi, chúng ta có lỗi. Các tiểu thương phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn. Theo thông báo khẩn của thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ sẽ tạm dừng để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 kể từ 8 giờ sáng nay đến khi đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, thực hiện vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ chậm nhất 20 giờ hôm nay. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc chợ thông tin cho các tiểu thương biết để thay đổi hình thức vận chuyển, giao nhận hàng trực tuyến, giao tận nơi cho khách mà không thực hiện trực tiếp tại chợ. Chúng ta tập trung truy vết, tập trung khoanh vùng, tập trung xét nghiệm, tập trung nghĩa là test nhanh để chúng ta sớm kết thúc cái thời gian mà chúng ta dừng. Khi nó đủ điều kiện chúng ta mở cửa trở lại, nhưng mở cửa trở lại cũng hoạt động trên tinh thần đảm bảo an toàn. Chứ còn là hoạt động trở lại mà không an toàn là không được. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật sáng ngày 7 tháng 7 của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ trong một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình, podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.